qua qua trước đi rồi bánh nói chuyện. Qua nổi không kìa? Đừng mưa, nó hơi bự các bạn, nhảy qua. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến một cái địa điểm cũng rất là rùng rợn. Qua được không em? Đi qua. Tôi bay thử được không? Mà qua gãy luôn cho chúng luôn. Dễ gì, tôi có lộn mèo tôi nữa tôi cũng không gãy được đâu. Mọi người, tụi mình hiện giờ đang đi tìm một cái nơi, mà cái nơi đó là gọi là, tại cái nơi đó là nói chung cái cây này mình cũng không có, không gọi là chắc chắn, nhưng mà mình nghĩ là ở đây, tại mình có biết ở chỗ này, thì cái chỗ này đó có cái cây, thì cái cây đó trên đó có một, mình nghe kể lại là rằng là cái ông đó, ông ở nhà ông đi giữ dịch này nè, mà ông cái kiểu mà văng võng ở trên cây cao á, mà văng trên ngọn cây vậy đó mọi người, mà văng ở trển rồi ông nằm vậy đó, mà ông nói rõ ràng ông thấy có người ngủ chắc chưa, chắc chưa nhận bị là lúc là ông thả vịt thì vịt nó đi ăn vòng 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 này nè, ông lên cây cao, tại á thì văng ở dưới thấp á, thứ nhất là không có nhánh để buộc, thứ hai á là ở dưới thì thường có gắn gít để ổ bò sợ thì văng trên cao, mà khi mà ông nói ông văng đó, ông nằm vậy đó thì ông thấy, ông nói thì rõ ràng có thấy giống như có người hắt ông, hắt ổng từ trên võng mà văng xuống dưới đất, có nghĩa là giống như ai giật võng mạnh vậy đó để cho văng đó, mà cái sự lực rất là mạnh, và ổng chỉ mình cái chỗ ổng, cái chỗ cái cây đó ổng nói thử coi tụi con lên đó xem coi có, nghĩa là ban đêm có thấy gì không, thì tụi mình đang đi tìm, mà mình nghĩ là chắc là cái cây này đây đẳng chắc cũng còn không thấy không cái này rồi, lúc vắng kìa, lúc vắng kìa, ở lúc đó chắc là cái đó thì là đẳng để mình xem, ổng nói cái võng ổng nằm vẫn còn, là từ đó sao ông không dám bén mảng lại cái cây luôn mọi người. Rồi mà cái cây đó thì mình không biết trước đây nó có cái gì chưa, nhưng mà ông nói thật sự ở đó ông thấy có người ở gần 12 giờ trưa, mà giấc trưa nắng á mọi người, thì dịch đi lang thang rồi cứ ông cứ lên đó ông nằm ra trên cao nhìn xuống cũng dễ thấy hơn nữa. Bây giờ mình đến cái cây đi, đây ở khoảng chắc cũng trăm mấy mét ha, mình đi tắt đồng ruộng mà, tại ở khu của mình còn đồng ruộng nhiều lắm mọi người. Hư luôn rồi, về sạc rồi hết được rồi. Hư luôn hả? Cái đèn nó hổm mình khi mình đi quay các bạn, thì chạy xe thì nó có lúc mà để trên cái camera thì nó tưng, nó rớt, nó rớt xuống đường lộ mà sao không biết tới giờ nó hư luôn. Còn cây để mai mốt rồi ấy rồi mua cây khác. Tiết kiệm một cây khác. Cái rớt cây vô bên đồng rồi. Thấy chưa? Đó, đó, đó. Có giỏng ta, đây lắng về này thấy không? Không thấy được đâu, thầy lắng mới biết được. Ông nói có chắc không biết có hay không, sợ có ai không biết người ta gửi xuống á. Mà ngộ đời tự nhiên cái lên lúc chúng ta văng dữ biết. Ngày hôm nay tụi mình đi đây á, còn tụi mình còn một điểm nữa. Mà cũng gần đây, cách đây khoảng cây ngoại số ha. Ừ. Tụi mình chỉ vòng qua cái khu mà hồ nước á. Cái hồ nước có người chết đuối. Có cây gì lại khai dưới ta? Trái lên nè. Có giống ta, thấy không? Không thấy, chưa thấy được, là gần mới biết được. Mình đang đi đường tắt gì vậy? Tại cái cây này nói chung thì nó cũng ở trong cái khu mình ở, nên mình có cho ngoài đồng thì mình có thể là mình biết rõ, ông chỉ sơ sơ mình có thể mình tìm được. Còn nếu như thì cái khu mà lạ quá thì những cái cây đồng mình không biết được đâu. Nói chung thì khu này cũng rất là quen thuộc. Thì mọi người có ai ở cái, nói chung ở mấy cái gần gần mình á thì biết cái khu mình ở An Giang rồi, biết cái khu nào ở An Giang mà có những cái hiện tượng tâm linh á thì có thể chia sẻ cùng tụi mình để tụi mình tìm đến. Đây nè, cái cây này nè. Có giọng không? Dạ. Yeah. Có giọng không? Chưa thấy được nữa. Không giống nữa. Thấy đen đen như đó cái gì? Thấy nọ cây này đen đen nè. Có giọng người. Có giọng đỏ. Mọi người thấy cái giọng của người. Thấy không? Chụp camera thấy không? Mọi người thấy mờ 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 nè. Ra dặn đi. Cái khu hơi hơi gì qua wow, của cây thì
cao thì té xuống lắm rồi nha. Thấy cũng cao lắm á, cũng 2 mét á, 2 3 mét gì á. Không té không sao. Té xuống mà bị bầm á, bầm bên hông nè. Chắc có người đỡ á quý. Cái thể này. Này rỗng nè. Vẫn còn cái gì nè. Vẫn đỏ luôn mới ghê chứ. Không được có mã gì ta. Không biết, chắc không có đâu. Mọi người cái giọng màu đỏ mọi người thấy rõ ràng. Mà đây là cái gáo. Cái gáo vàng. Cái gáo này sâu dữ lắm luôn. Chắc lý do cái này không có chỗ nào giọng nè. Chắc vậy á. Mà không có lên đây ra em nhìn giọng. Rồi mình làm cách nào. Cái giọng này nè. Mà ông nói là giống như có người đưa. Mà giọng này sao đưa được ta? Ừ, cặp cây luôn. Cặp cây luôn, chỉ có nào mình, nó nằm thôi. Mà nếu mình nếu cái có gió chăng nữa thì cũng đâu có giặt nổi. Tại đây, đây cái giọng nè. Nó dựa vô thân cây luôn nè các bạn. Mà cái giọng này nói chung nó cũng rộng mà chắc nằm chắc đâu có lăn được, đâu có gì đâu mà té được. Để cho nè. Lên sao bỏ ba lô không đi? Không cái giáo dạng nó giòn quá nha. Ừ. Cái giọng nó có mục không á? Tắt mưa nắng cái dễ mục lắm đó. Mà mới đây à, còn. Cứng không? Cứng. Ngồi thử á. Ơi cái đầu dây tắt không nha. Cứng lắm mà. Ngồi được. Mọi người thấy nó ngồi kiểu này sao té được. Ông nó không nằm. Ừ nằm rồi cũng không té được nữa thôi, dựa vô cây rồi. Nằm thử đi. Nó. Dựa vô cây của này sao té được. Mà sao mà ổng mà giặt mà ổng lọt dưới được hay ta? Chắc có cái gì đó ơi. Cái lực gì đó. Thử không? Nè. Ông số tôi lên thử đây. Giống là một chắc lắm. Mà ổng mới đây mà, ổng đã từng lấy trước à. Từ nó nghe chợt nha. Khó khả năng té. Mà nó té không thì nói gì. Ông nó có giống như con ông thấy như có người đưa. Mà nếu mà có giật nó cũng dưới cái này lại. Cái gì? Nếu mà có bị gió mạnh hay gì đó cũng té dưới cái này lại nè. Ờ. Mà tôi nghĩ là chắc có thấy được gì á. Có thể làm sao? Kiếm nằm ông nằm xuống như vậy. Ngoài trừ là nắm cái này, nắm cái giỏng này nè. Hất ông xuống. Nè. Ừ. Mình sẽ té thôi. Đúng rồi. Chứ không có đường nào mà té được hết á. Cứ thế là nắm cái giỏng này mà giật mạnh lên vậy nè. Người nào cũng giỏng sẽ té xuống. Không cần làm gì không ta? Nè. Cần làm gì nữa không? Không biết nữa. Đâu cái gì không? Xuống đi rồi tính, xuống đi. Quá trời mũi rồi, coi kìa trời ơi. Dữ lắm rồi. Sao cây, cái cây này nó có một cái... Nhà khè vậy? Ừ, đỏ lòm không biết nữa. Như một cái lỗ trống.
Cây cây này cũng bị chém lên đây, cũng nhiều vết dữ. Không có mồ. Không có mồ. Mình không biết cách nào để cho cái giải thích được cái tại sao mà nếu mà có hiện tượng tâm linh thì tụi mình cũng muốn tìm hiểu và thấy. Nhưng mà mình chưa có thấy được, mình chưa có hiểu được, mình chưa có chắc chắn. Nói chung là mình chia sẻ cái nơi mà có người từng gặp, cũng như là một cái sức mạnh tâm linh khiến người phải té từ nhẫn tới xuống. Đó là một câu chuyện mà cũng như là một cái địa điểm luôn. Mình muốn tìm đến cái nơi mà những cái nơi mà người khác nói là như vậy, là và chính họ chứng kiến. Bây giờ chứng sao? Không biết nữa. Tự nhiên giờ lưng chừng mới bây giờ mình chia sẻ như vậy thôi. Nếu mà mọi người thật sự mà muốn tìm hiểu thêm về cái cây này cũng như cái giống này thì cứ comment dưới, mình sẽ từ số đông mình sẽ quay lại ở đây cũng như cầu cơ cho mọi người biết rõ hơn, cũng như là hiểu rõ hơn về cái thân cây này cũng như là cái giống này, cũng như là nơi đây có cái gì hay không. Cái cây này khá nhiều nạn, rất là nhiều dày nạn luôn, quá trời mũi rồi. Mình mong là nếu có thể thì mình làm cái gì đó để cho nó không còn ấy đây nữa. Mình cầu thôi, nếu ấy mấy mình lần sau mình lại mình có thể là cầu thử họ cần cái gì không, cần sự giúp đỡ gì không. Có thể là nếu mà có người trú ngụ tại thân cây này chắc chắn là phải có cái gì đó họ mới không đi được. Mọi người hãy cầu lên mà coi cho họ có thể cần sự giúp đỡ của mình không, để siêu thoát hay không. Mọi người có nhớ thấy cái giọng này nó giống như một cái clip mà mình đã từng chia sẻ, giống cái giọng của hai cây. Đúng rồi, nhưng mà ở đây là có người chứng kiến rõ ràng là nằm nó bị hất xuống. Còn bên kia là chỉ bên là thấy thôi. Người ta đi người ta thấy thôi. Mà cái giọng này nói chung là cũng khá cao, nếu mà tính được 2 mét mấy 3 mét. Cao mũi nè, nhiều cao mình mấy nè, cái phần 2 mét mấy 3 mét á, người ta giọng hả, ta giọng phần 3 mét, gần 3 mét, 2 mét mấy. Mà ông té xuống rồi không sao, cũng hên, lộn cổ rồi gãy cổ chết vẫn đâu. Chắc có người đỡ ông. Cái đó mình không biết được. Nếu mà nói về tâm linh thì có người xấu người tốt, chứ phải ai xấu hết. Có linh hồn mà có người giúp người, cũng có người hại người. Cái điều đó thì chưa ai chứng minh được. Thế bây giờ tụi mình chỉ muốn đến đây thôi. Nói chung về cái nơi ngoài ban đêm á, thì tụi mình nếu mà không có cầu không gì chắc là khó mà thấy. Chắc lẽ sẽ đến đây một ngày nào đó, tùy vào số đông comment phía dưới. Nếu mà thật sự các bạn nghĩ là nơi đây không có gì thì bọn mình có thể không quay lại, nhưng mà nếu mà thật sự mọi người muốn tò mò cũng như là muốn biết về cái nơi này như thế nào thì cứ comment phía dưới, tùy số đông thôi. Nếu mà đông thật sự mình sẽ quay lại. Giờ bây giờ clip của Gió Động xin kết thúc ở đây mọi người. Thì clip này khá là nhạt, là do là mình chỉ muốn tìm hiểu về cái này thôi. Tại vì mình không có đem dụng cụ theo để làm mình chắc chắn. Mà không dám chắc chắn. Tại vì kể em té. Tại vì ban đêm mình đi mình đâu có chắc chắn được mình thể tìm cái cây đâu. Tại ban đêm là nó khó định vậy, khó định hướng là ở góc cây chỗ nào. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo nhé.